Kinh văn. Lại nữa, này Phổ Quản, nếu trong đời sau có người nam hay người nữ nào nằm liệt mãi trên giường gối, cầu sống hay cầu chết đều không được, hoặc đêm mộng thấy ác quỷ cho đến kẻ thân thích trong nhà, hoặc đi trên đường hiểm, hoặc nhiều lần bị bóng đè, hoặc cùng quỷ thần dạo chơi. Lược giảng. Lại nữa, này Phổ Quản, Đức Phật lại gọi Bồ Tát Phổ Quản mà bảo rằng: Này Bồ Tát Phổ Quản, bây giờ ta sẽ nói cặn kẽ hơn nữa cho ông rõ. Nếu trong đời sau có người nam hay người nữ nào nằm liệt mãi trên giường gối, giả sử trong đời vị lai có thiện nam tín nữ nào đó đã thọ ngũ giới và biết hành thập thiện mà cứ phải nằm một chỗ suốt một thời gian dài, tại sao người ấy cứ nằm mãi trên giường? Điều này không cần nói thì quý vị cũng biết được ngay rằng đó là vì người ấy bị bệnh. Chính vì ốm đau lâu ngày không ngồi dậy được nên bị chứng tê bại. Vì sao người ta bị bệnh tê liệt? Nguyên do của căn bệnh này là bởi lòng dâm dục quá nặng nề. Triệu chứng của bệnh liệt là không đi đứng được. Bởi chân thuộc về thận nên nếu dâm dục quá nhiều thì chân bị yếu, đi đứng khó khăn. Cũng như quý vị thường thấy ở ngoài đường phố, có rất nhiều người chân bị sưng phù lên, bước đi không được vững vàng, cần phải chống gậy rồi lê từng bước. Tất nhiên, ở đây không phải nói tới những người không đi đứng được bởi chân bị thương tích hoặc què quặt do tai nạn hay bom đạn chiến tranh. Những người được đề cập đến trong phần kinh văn này là những kẻ bẩm sinh lành lặn, không hề bị thương tật cũng không bị tai nạn xe cộ, nhưng không thể đi đứng được. Đây là hạng người có lòng dâm dục quá nặng nề, dâm dục quá nhiều. Quý vị cũng thấy đó, ở nước Mỹ có rất nhiều người mắc phải bệnh liệt. Vì sao? Vì họ không biết gì về những tác hại của vấn đề sắc dục, cho nên nay họ phải chịu khổ sở bởi chứng bệnh này, và e rằng cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, họ cũng chẳng biết là do đâu mà chân của họ lại bị như thế. Cầu sống hay cầu chết đều không được. Giả sử có người ốm đau phải nằm một chỗ đến liệt giường liệt chiếu, không nhúc nhích được, như muốn sống nhưng chẳng được sống yên vui, mà muốn chết thì lại không được chết liền. Quý vị thấy như thế có đau khổ không chứ? Bệnh nhân đớn đau khổ sở, sống không ra sống, chết không ra chết, thật là dở sống dở chết. Hoặc đêm mộng thấy ác quỷ. Bệnh nhân đêm ngủ thường chiêm bao thấy ác quỷ và thấy mình đi theo các ác quỷ toàn làm những việc không tốt, và làm càng nhiều thì bệnh càng nặng. Người bệnh ấy nằm mộng thấy ác quỷ và biết rõ ràng đó là ác quỷ, nhưng vẫn cứ đi theo chúng mà ăn những đồ bất tịnh và làm những việc xấu xa, thậm chí hành dâm cả trong mộng nữa, cho đến kẻ thân thích trong nhà. Hoặc là bệnh nhân chiêm bao thấy những người thân đã quá vãng, chẳng hạn như nếu cha đã qua đời thì mộng thấy cha, hoặc mẹ đã qua đời thì mộng thấy mẹ. Nói chung là thường nằm mộng thấy những bà con thân thuộc đã chết, thì đó là hiện tượng không tốt. Bởi vì người bà con đã chết này có quen biết người bệnh, nên có thể dẫn dắt loài quỷ ở ngoài vào nhà của người ấy, rồi kẻ đã chết đó lại bỏ đi. Bấy giờ loài quỷ được dẫn vào nhà, rồi bèn dùng các phép thuật độc hại để làm cho bệnh tình của bệnh nhân càng ngày càng trầm trọng hơn. Hoặc đi trên đường hiểm. Hoặc là bệnh nhân nằm mơ thấy mình đi lạc vào con đường hiểm trở, như chạy lên đỉnh núi treo leo, hễ sải chân té xuống là tan xương nát thịt, nên khiến trong lòng sanh ra hoảng sợ. Trong giấc mơ, người bệnh thường thấy nhiều sự việc không tốt lành,
khiến cho mình luôn có cảm giác phập phồng lo sợ. Hễ nhớ tới tình cảnh đó là trong lòng vô cùng hoảng hốt sợ hãi. Cũng có khi người bệnh nằm mơ thấy mình đang đi thì gặp phải hổ, sói hay yêu quái hiện ra chặn đường. Nói tóm lại là người bệnh cứ chiêm bao thấy xảy ra những việc rất đáng sợ. Hoặc nhiều lần bị bóng đè, hoặc trong giấc mơ, bệnh nhân thấy loài yểm mị quỷ Cưu Bàn Trà thường xuyên lui tới. Một đêm có khi đến 3 lần hoặc 5 lần, không nhất định. Nếu đến 1 lần rồi nhưng cảm thấy nhân duyên của chúng với người bệnh chưa hết thì chúng lại đến lần nữa, rồi lại thêm lần nữa, và đè người ấy đến nỗi thốt không ra tiếng và cũng không thở, không động đậy gì được cả. Người bệnh bấy giờ hai mắt trợn trừng như nhập ma định vậy. Và đó là thứ tà định chứ không phải là chánh định. Định cũng có chánh, có tà, chúng ta không nên nhập loại tà định này. Hoặc cùng quỷ thần dạo chơi, hoặc là người bệnh chiêm bao thấy mình kết bạn với quỷ thần, mặc dù biết rõ ràng đó là quỷ, nhưng vẫn cứ theo chúng đi du ngoạn. Trong giấc mơ thì không thấy sợ quỷ, thức dậy rồi mới cảm thấy sợ hãi. Kinh văn: trải qua nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, trở nên gầy mòn, lao sái, trong giấc ngủ kêu gào hổ sở, thảm thiết không vui. Đây đều là do nơi nghiệp đạo còn đang luận đối, chưa quyết định là khinh hay trọng, nên hoặc là khó chết, hoặc là khó lành. Mắt phàm tục của kẻ nam người nữ không thể biện rõ việc đó, chỉ nên đối trước tượng của chư Phật, chư Bồ Tát, lớn tiếng đọc tụng kinh này một biến, hoặc lấy những vật ưa thích của người bệnh như y phục, đồ quý báu, nhà cửa, ruộng vườn. Đối trước người bệnh mà lớn tiếng xướng rằng: chúng con, tên đó, họ đó, xin vì người bệnh này mà đối trước kinh tượng, thí xả những vật này, để hoặc cúng dường kinh tượng, hoặc tạo hình tượng của Phật, Bồ Tát, hoặc xây dựng chùa tháp, hoặc sắm đèn dầu thắp cúng, hoặc cúng vào thường trụ. Xướng lên như vậy 3 lần để cho người bệnh được nghe biết. Giả sử các thức của người bệnh đã phân tán, đến hơi thở đã dứt, thì hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, cho đến 7 ngày, tôi lớn tiếng xướng bạch như trên và lớn tiếng tụng kinh này. Sau khi người bệnh đó mạng chung, thời dẫu cho từ trước có tội nặng, thậm chí 5 tội vô gián, cũng được thoát khỏi hẳn. Thọ sanh nơi nào cũng thường nhớ biết việc đời trước. Huống nữa là người thiện nam, người thiện nữ nào tự mình biên chép kinh này, hoặc bảo người biên chép, hoặc tự mình đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát, cho đến bảo người khác đắp vẽ, thì quả báo mà người đó thọ nhận tất được lợi ích lớn. Vì thế, phổ quản, nếu thấy có người nào đọc tụng kinh này, cho đến chỉ trong 1 niệm tán thán kinh này, hoặc tỏ lòng cung kính, thì ông phải dùng 1000000 phương tiện khuyến hóa người đó phát lòng siêng năng, chứ đừng thối thất. Thì sẽ được 1000000 vạn ức công đức không thể nghĩ bàn ở hiện tại và vị lai. Lược giảng: trải qua nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, trở nên gầy mòn, lao sái. Sái tức là suy nhược, lắm bệnh gọi là sái, ngủ lao thất thương vị chi sái. Bệnh lao thì rất khó trị. Bệnh lao có tới 5 loại, và cả 5 thứ bệnh lao này đều không có thuốc gì trị lành được. Bệnh nhân không phải chỉ ốm đau trong 1-2 hôm là khỏi, mà là suốt một thời gian rất lâu dài, đến nỗi thân thể gầy mòn, chẳng còn bao nhiêu sức lực. Chẳng những thế mà trong giấc ngủ kêu gào khổ sở, thảm thiết không vui. Có nhiều lúc đang ngủ say, bệnh nhân bỗng vùng vẫy la hét, giật mình thức dậy. Đó là vì người bệnh đang bị loài quỷ truy đuổi, đánh đập, hoặc bị chúng tóm bắt được. Cho nên trong giấc ngủ, người ấy mới gào thét kêu vang, và mặt mày lúc nào cũng đượm vẻ buồn rầu ủ dột, không được thanh thản. Thảm thiết
tức là có vẻ đau thương như muốn khóc vậy. Tại sao lại như vậy? Đây đều là do nơi nghiệp đạo còn đang luận đối, chưa quyết định là khinh hay trọng, nên hoặc là khó chết, hoặc là khó lành. Bởi lúc bấy giờ ở địa ngục đang thảo luận, xét xử nghiệp tội của bệnh nhân và còn đang cân nhắc xem những nghiệp tội ấy là nặng hay nhẹ, chứ chưa có phán quyết dứt khoát. Do đó người bệnh tuy rằng chưa chết, nhưng sống mà thoi thóp lây lất, chẳng thấy vui vẻ gì cả. Người bệnh cũng tự biết rằng mình đã trót gây ra tội lỗi, tất sẽ có ngày bị đọa địa ngục, nên trong lòng cứ buồn bã không vui. Khó chết nghĩa là muốn chết mà chết không được, cái chết không đến nhanh như ý mình mong đợi. Khó lành tức là cứ ốm đau bệnh hoạn dây dưa, không được thuyên giảm một cách nhanh chóng. Mắt phàm tục của kẻ nam người nữ không thể biện rõ việc đó. Người thế gian, cả nam lẫn nữ, bởi chưa đắc thiên nhãn thông, cũng chưa chứng túc mạng thông, nên không hiểu được vì sao bệnh nhân lại ra nông nổi như thế. Người đời không thể hiểu được, thế thì có biện pháp gì có thể cứu giúp bệnh nhân không? Có chứ. Bây giờ, những người thân thuộc của bệnh nhân chỉ nên đối trước tượng của chư Phật, chư Bồ Tát, lớn tiếng đọc tụng kinh này một biến. Nếu không có tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thì cứ đối trước tượng của Bồ Tát khác mà cất cao giọng tụng kinh Địa Tạng đủ một biến cũng được. Hoặc lấy những vật ưa thích của người bệnh như y phục, đồ quý báu, nhà cửa, ruộng vườn, đối trước người bệnh lớn tiếng xướng rằng: chúng con, tên đó, họ đó, xin vì người bệnh này, nêu rõ họ tên của bệnh nhân, mà đối trước kinh, tượng, thí xả những vật này. Những vật này tức là những của cải của riêng người bệnh, những thứ mà người bệnh yêu chuộng nhất, luyến tiếc nhất, như nhà cửa, ruộng vườn, áo quần, vàng bạc. Nói chung là của cải vật chất của người bệnh. Thân nhân của người bệnh nên lớn tiếng khấn nguyện rằng: chúng con họ tên, nay thay mặt người bệnh họ tên mà đối trước kinh Địa Tạng và tượng của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc tượng Phật hay Bồ Tát khác, xin được cúng dường những của cải này, để hoặc cúng dường kinh tượng, hoặc tạo hình tượng của Phật, Bồ Tát, hoặc xây dựng chùa tháp, hoặc sắm đèn dầu thắp cúng, hoặc cúng vào thường trụ. Những người thân thuộc có thể bán đi gia sản của bệnh nhân để lấy tiền mà đúc tượng Phật, tượng Bồ Tát, bởi công đức này là to lớn nhất. Lại nữa, họ cũng có thể dùng tiền ấy để xây chùa dựng tháp, mua dầu đốt đèn thắp cúng trước tượng Phật, hoặc cúng dường cho chùa chiền tự viện. Xướng lên như vậy 3 lần cho người bệnh được nghe biết, cứ thế mà lặp đi lặp lại 3 lần trước mặt bệnh nhân, và mỗi lần phải chắc chắn là bệnh nhân đều lắng nghe và đều hiểu rõ. Giả sử các thức đã phân tán đến hơi thở đã dứt. Các thức tức là thức mắt, nhãn thức, thức tai, nhĩ thức, thức mũi, tỵ thức, thức lưỡi, thiệt thức, thức thân, thân thức, cùng thức thứ 6, thức thứ 7 và thức thứ 8. Đặt trường hợp các thức của bệnh nhân lúc bấy giờ đều đã phân tán, bệnh nhân đang hấp hối, sắp trút hơi thở cuối cùng, thì hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, cho đến 7 ngày, cứ lớn tiếng xướng bạch như trên và lớn tiếng tụng kinh này. Trong 7 ngày, ngày nào cũng đều lớn tiếng đọc tụng kinh điển cho người bệnh nghe. Được như thế thì sau khi người bệnh đó mạng chung, thời dẫu cho từ trước có tội nặng, thậm chí cho đến 5 tội vô gián, cũng được thoát khỏi hẳn. Sau khi người bệnh này chết, thì hết thảy tai ương, hết thảy tai nạn bởi trọng tội trong đời trước của người ấy, thậm chí cả 5 tội ác tày trời đáng phải đọa địa ngục vô gián, cũng đều được tiêu tan, và người ấy vĩnh viễn được giải thoát. Chẳng những thế, người ấy thọ sanh nơi nào cũng thường nhớ biết việc đời trước. Huống nữa là người thiện nam,
người thiện nữ tự mình biên chép kinh này, hoặc bảo người biên chép, hoặc tự mình đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát, cho đến bảo người khác đắp vẽ, hoặc là trả tiền để mướn người giúp mình đắp vẽ tượng Bồ Tát, cho đến bảo người khác đắp vẽ, hoặc là trả tiền để mướn người giúp mình đắp vẽ tượng Bồ Tát, thì quả báo thọ nhận tất được lợi ích lớn, công đức mà người ấy thu hoạch được thì vô cùng to lớn. Vì thế, Phổ Quản, nếu thấy có người nào đọc tụng kinh Địa Tạng này, cho đến chỉ trong một niệm tán thán kinh này, hoặc tỏ lòng cung kính đối với kinh, thì ông phải dùng trăm ngàn phương tiện khuyến hóa người đó phát lòng siêng năng, tinh tấn dõng mãnh, chứ đừng thối thất, thì sẽ được trăm ngàn vạn ức công đức không thể nghĩ bàn ở hiện tại và vị lai. Ha ha ha, 闻三摩地所。